Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VFY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ tư, một ngày 12 tháng 6. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang diễn biến như thế nào. Để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả, thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sâu tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đầu tiên anh chị mình cũng thấy bản chất hôm nay là một cái phiên giao dịch có thể nói là rất cảm xúc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và những anh chị nhà đầu tư mình vỡ òa khi mà thị trường đóng cửa chạm một cái cục mốc 1.300 điểm và tương ứng tăng đâu đó khoảng tầm 15 điểm trong phiên ngày hôm nay. Đây là cái cục mốc mà rất nhiều lần những anh chị mình chờ đợi, nhiều lần thử thách mà thị trường chưa vượt được. Thì phiên ngày hôm nay thị trường đứng trước những cái ngưỡng cửa hiên đường, thì ở một góc độ nào đó nó cũng cho thấy là gì, đặc biệt là những anh chị nào mình có góc nhìn tích cực về thị trường, mình đánh giá thị trường này là thị trường cơ hội, mình đánh giá thị trường này trong thời gian còn lại của năm 2024 và của năm 2025 là thị trường có sóng lớn, thị trường vẫn tiếp tục cầm nắm cổ phiếu, thì đây là cái thành quả xứng đáng dành cho những nhà đầu tư kiên nhẫn cầm nắm qua những cái phiên rung lắc, điều chỉnh, rũ bỏ, ép bán tâm lý cực kỳ xấu của thị trường trong những giai đoạn vừa rồi. Đấy, thì quan điểm của cá nhân em về thị trường nó vẫn không thay đổi. Hệ thống bên mình vẫn nắm cổ phiếu từ dưới đi lên, tới bây giờ mình vẫn ngồi cầm cổ phiếu. Những cái phiên điều chỉnh, những phiên rung lắc, em nói chị mình là chỉnh để chúng ta canh, để chúng ta mua. Thậm chí anh chị mình nhìn lại những cổ phiếu mạnh nó cũng có chỉnh đâu. Anh chị mình thấy những cổ phiếu trong danh mục mà em đang nắm, có nhiều cổ phiếu nó còn không có những điểm chỉnh để mình canh mình mua thêm. Đấy, cho nên ở một góc độ nào đó thì với những nhà đầu tư nào mình cầm cổ phiếu thì bản chất bây giờ vị thế của chị mình thuộc diện là cực kỳ dễ để cho chị mình đầu tư. Ví dụ thị trường tăng, anh chị mình gồng lại, mình có cổ phiếu sẵn trên danh mục, mình cưỡi ngựa xem hoa, cái chiến lược anh chị mình đầu tư nó sẽ không khả hơn. Ngược lại với những anh chị nhà đầu tư nào view thị trường sập, view thị trường xấu, thị trường gãy, thị trường phân phối, anh chị mình sọt phái sinh cầm tiền, thì những cái điểm mà thị trường bắt đầu đứng trước những ngưỡng cửa hiên đường 1.300 điểm, thì bây giờ trong buổi video ngày hôm nay, những nhà đầu tư cầm tiền anh chị mình sẽ nên làm gì và cái hành động của anh chị mình nó sẽ như thế nào, thì em và anh chị mình cũng sẽ cùng nhau đi phân tích trong cái buổi video này. Còn vị thế anh chị nào cầm cổ phiếu thì em nói chị mình nó cực kỳ thoải mái. Anh chị, bây giờ vị thế mà cầm cổ phiếu anh chị mình làm gì nó cũng đúng. Ấy, mọi người lưu ý nha. Còn bản chất khi mà bây giờ để thị trường nó vượt 1.300 thì thị trường nó có vào sóng tăng hay chưa, hay và tiếp theo là gì anh chị, là cái dòng nào sẽ là cái dòng mà nó sẽ dẫn dắt cho thị trường vào sóng, thì em cũng sẽ chia sẻ đánh giá góc nhìn cá nhân của mình đến với tất cả những chị nhà đầu tư mình và anh chị là cầm tiền, thì đây cũng là cái buổi video sẽ chia sẻ với anh chị mình rất kỹ càng về cái chiến lược trong ngày mai, tại vì em đánh giá ngày mai sẽ là một cái phiên có thể nói là cực kỳ quan trọng của thị trường chung mà mọi người cũng phải cần theo dõi đặc biệt rất kỹ, kể cả cầm tiền hay là cầm cổ phiếu. Mọi người lưu ý nha. Đấy, cái thứ nhất thì chúng ta sẽ quay trở lại với biến động ngắn hạn của thị trường. Thì anh chị mình thấy rõ ràng đây là liên tục là những cái biên sideways, những cái trạng thái tích lũy mà em đưa nói cho anh chị mình là đây là quá trình tích lũy có thể nói là rất tích cực của thị trường. Mình thấy rõ rằng là đây là cái hành vi gom hàng của tổ chức chứ không phải là hành vi phân phối. Thì sau cái phiên điều chỉnh, một cái phiên có thể nói là cực kỳ rung lắc của thị trường trong một cái vận động của ngày hôm qua, thì bản chất khi mà quay trở lại trong ngày hôm nay, thị trường đâu đó anh chị mình thấy không, nó có một cái phân phiên tăng điểm, nó phủ định là cái phiên điều chỉnh giảm điểm ngày hôm qua của thị trường chung. Thì em nói chị mình rồi, trong cái giai đoạn này bản chất VN Index 1.300 điểm nó chỉ là con số đó. Nếu như mà nhà đầu tư mình muốn vượt 1.300 thì tổ chức họ chỉ cần kéo một vài cổ phiếu ngân hàng, họ kéo một vài cổ phiếu trụ, thì cái điểm số của thị trường nó vượt rất là dễ. Cho nên cái việc mà vượt 1.300 hay không nó không quan trọng, mà cái danh mục anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu nào và dòng nào sẽ là cái dòng nó dẫn dắt, nó leader cho thị trường, thị trường bước vào một con sóng mới. Thì cá nhân em ở đây thì cái nguyên tắc của thị trường khi mà vào sóng thì bao giờ cũng phải có một cái dòng dẫn dắt. Ví dụ anh chị mình nhìn là những cái thời điểm thị trường trong giai đoạn vừa rồi của năm 2024, thị trường vào giai đoạn uptrend thì cái dòng dẫn dắt ở đây là dòng ngân hàng. Với nhưng mà cổ phiếu ví dụ anh chị mình thấy không, là ACB nó đi lên thì lúc nào cũng phải có cái dòng đầu đàn nó lôi kéo cho thị trường vào uptrend anh chị. Mọi người lưu ý thì cái quá trình đi lên của thị trường nó là cực kỳ bền vững. Hoặc là anh chị mình nhìn là những cái thời điểm của thị trường trong năm 2023, vào giai đoạn năm 2023 thì ở đây thị trường cũng có một con sóng đâu đó khoảng tầm 6 tháng đi lên khoảng tầm 200 điểm của thị trường chung. Thì thời điểm này dòng dẫn dắt cho thị trường là những cổ phiếu của dòng chứng khoán, mọi người lưu ý á. Đấy, thì đây là một con sóng mà dòng dẫn dắt chứng khoán nó kéo cho cả một cái thị trường đi lên,
lúc nào cũng thế, thị trường vào uptrend phải có dòng leader đi lên, hoặc là anh chị mình nhìn là những cái pha uptrend của thị trường trong giai đoạn tiếp theo là gì, là quá trình của năm 6 tháng trong năm 2021, 6 tháng cuối năm 2021 ở đây, thì anh chị mình biết dòng dẫn dắt là dòng nào, chính là những mà cổ phiếu đích, nhưng mà cổ phiếu như là sale của những dòng cổ phiếu như là dòng bất động sản, nó dẫn dắt tới leader cho một cái vận động thị trường đi lên. Anh chị mình lưu ý, anh chị mình làm bài toán so sánh ở đây mình sẽ thấy được. Và tiếp theo anh chị mình nhìn là những cái con sóng của thị trường trong thời điểm 6 tháng đầu năm của năm 2021, thì cái dòng dẫn dắt cho thị trường đó chính là bộ ba dòng ngân hàng, chứng khoán và dòng thép. Cái dòng đi lên anh chị mình thấy là những cổ phiếu như là Liên Việt, là nó dẫn dắt cho một cái vận động thị trường đi lên, sau quá trình tái tích lũy rũ bỏ và dòng tiền vào, thì những con này nó bước vào cái chiên tăng thì nó dẫn dắt cho một cái thị trường đi lên. Mọi người lưu ý ấy. Cho nên nguyên tắc từ xưa tới nay, thị trường khi mà vào sóng bao giờ cũng phải có một cái dòng dẫn dắt, và cái dòng dẫn dắt chính là cái dòng mà anh chị mình cần tập trung cái dòng vốn của mình vào mình đánh, và nó sẽ cực kỳ tối đa hóa cái lợi nhuận. Thứ nhất là cái dòng nó an toàn, thứ hai là lợi nhuận cực kỳ lớn cho anh chị mình. Khi nào dòng dẫn dắt kết thúc chu kỳ thì ở điểm đó thị trường mới kết thúc những cái chu kỳ. Ví dụ ở đây anh chị mình nhìn về những cổ phiếu như NFT, nó kết thúc chu kỳ thì thị trường cũng kết thúc một cái chu kỳ tăng và nó vào cái pha rơi. Lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy. Cho nên thời gian tới thị trường vào uptrend thì cái dòng dẫn dắt mọi người phải đặc biệt lưu ý, mình phải nhìn nhận được và mình đánh giá được. Thì với góc nhìn của hệ thống bán hàng bên em, thì em cũng chia sẻ với chị mình rất nhiều trong những cái buổi video gần đây, thì với hệ thống bên em, mình cược, mình đánh trận lớn và kỳ vọng vào một cái con sóng dẫn dắt thị trường. Khi mà thị trường vào chính sóng đó chính là dòng cổ phiếu, dòng dầu khí, là cái dòng mà sẽ leader được cho thị trường đi lên. Đấy. Cho nên những cái phiên ngày mai cũng là một trong những cái phiên có thể nói là cực kỳ quan trọng của thị trường và của các dòng cổ phiếu vận động trong thời điểm này. Mấy cho nên một cái phiên như ngày hôm nay ấy, em nói thật ra ngày hôm nay đi, em nói vui với chị trong room là gì, anh chị mình cầm cổ phiếu mà ngày hôm nay mình nhìn các cổ phiếu nó đỡ cung cuối phiên lên test cung nhìn mê ly anh chị. Hôm nay em nói chị bây giờ mình đi qua mình nhìn những cái bảng giá đi, anh chị mình nhìn con nào nó cũng đẹp, nhìn con nào cũng muốn mua đúng không, nhưng mà ngày hôm qua rủ cái nhìn con nào cũng thấy xấu, nhìn nào cũng muốn bán. Đấy, đó tâm lý trên thị trường anh chị đó. Cho nên nếu như mà anh chị mình thiếu một cái hệ thống hỗ trợ nè, mình thiếu đi một cái phương pháp đầu tư, thì em nói chị mình giai đoạn này mà rất khó để cho chị mình cầm nắm được cổ phiếu, tại vì tâm lý mình yếu thì rất khó để nắm giữ trở lại. Còn ví dụ anh chị nào trong hệ thống bán hàng bên em đi, thì em nói chị mình rõ ràng đó, ngày hôm qua trong cái buổi livestream cũng vậy, em cũng chia sẻ với chị mình cái danh mục này, danh mục của em nè và danh mục của hệ thống bên mình nè. Anh chị mình thấy không, em vẫn cầm nắm những cổ phiếu dầu khí từ đâu đó khoảng 1-2 tháng nay, em vẫn cầm tới bây giờ anh chị. Ví dụ nếu như mình không nắm giữ được thì làm sao mà mình có những cái vị thế tốt, và đây là cái phần lãi đệm em nói chị mình là cực kỳ tốt. Khi mà thị trường nó vào uptrend á, cái phần lãi này của anh chị mình nó sẽ càng chạy lên. Nó gọi là cái trạng thái về lãi kép á. Anh chị nào mà ăn được những cái trạng thái lãi kép á, nó chính là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới. Cho nên vì sao chúng ta phải quyết liệt cầm nắm lại cổ phiếu khi mà anh chị mình mua đúng. Còn anh chị mình cứ nhảy vào nhảy ra, mua bán trong giai đoạn này, em nói chị mình đầu tư không hiệu quả. Thậm chí mọi người nhìn lại thì thị trường ở đây nó tăng lên 100 điểm mà anh chị mình càng bán theo cái trạng thái về tâm lý á, thì em nói chị mình thậm chí mình còn lỗ luôn trong thời điểm này của thị trường chung. Và khi đã mất đi cái vị thế thì rất khó cho anh chị mình dám quay trở lại mình mua trong thời điểm này của thị trường chung. Lưu ý kỹ ha. Đấy. Cho nên chiến lược đó là trong hệ thống bán hàng bên em, mình phải chặn, mình phải cược anh chị. Đáng chất mình đầu tư là mình phải đánh giá những cái tiêu chí yếu tố về sóng dòng mà mình cược vào cái dòng đó. Đấy. Thì em thì góc nhìn của mình cược vào dòng dầu khí, cho nên mọi người cũng biết mà, cách đây khoảng mình nắm cổ phiếu BVT, BBLX đồ, bản chất anh chị thấy đây là cái danh mục hệ thống bán hàng bên em nè, mình cược vào con sóng của dòng dầu khí. Đấy. Và mình có hai cổ phiếu ngân hàng trong chu kỳ vừa rồi. Còn những cổ phiếu của dầu khí BLX, BVT, BVS, BVC và BVD là những cổ phiếu mình đang nắm, những cổ phiếu có mức lợi nhuận cực kỳ tốt với một cái phần lãi đệm dù BLX và BVT. Còn những cổ phiếu như BVS và BVC nó cũng có cho anh chị một cái phần lãi đệm tích cực. Chỉ có riêng BVD là nó đang bị âm ngắn thôi, nhưng đối với em đây không phải là vấn đề. Mà quan trọng nhất là cách phân bổ vốn với chị mình như thế nào. Cái tầm nhìn của em là mình nhìn một cái trận đánh lớn. Ví dụ trong một năm đi, anh chị mình chỉ cần cược đúng một cái sóng dòng, anh chị mình kiếm 50-70% thôi thì mình đã thành công. Còn anh chị mình cứ nhảy ra nhảy vào thì trong giai đoạn vừa rồi thị trường đi lên 100 điểm, anh chị mình kiếm được bao nhiêu tiền? Anh chị mình thấy không? Đấy. Cho nên bản chất mình phải chọn được cho mình một cái phương pháp đầu tư nó phù hợp với những cái vận động của thị trường. Hay nếu như mà mình không có những cái góc nhìn về vận động thị trường, nếu như em đi là một người mà mình không đưa ra được cho anh chị mình cái cơ hội lớn của thị trường ở phía sau, thì làm sao mình dám cầm nắm vào những nhịp rung lắc điều chỉnh này? Và nếu như trong cái tư duy anh chị mình sợ thị trường chỉnh thì mình lại càng không dám nắm. Tại vì khi mà tâm lý mình sợ chỉnh mà cái thị trường nó giảm là 80% là tâm lý nhà đầu tư sẽ đem vác hàng ra bán. Thay vì thế em luôn nói với anh chị mình trong hệ thống bán hàng cũng như trên kênh YouTube nè, mình học một cái tư duy về chỉnh để mua. Tại vì tương lai là mình thấy một cái cơ hội rất lớn của thị trường đi lên. Vì thế trong ngắn hạn chỉnh rũ bỏ rung lắc là để chúng ta mua. Thì khi mà thị trường chỉnh để cho anh chị mình mua thì ở đó anh chị mình sẽ không còn có một cái nỗi sợ về việc thị trường giảm nữa.
Mọi người lưu ý đấy, và từ đó mình sẽ cầm nắm được những cái cổ phiếu mạnh để nó đi lên đấy. Và anh chị mình lưu ý, nếu như không mà cầm không, ví dụ cho tâm lý nhà đầu tư anh chị mình gồng lãi á, thì rất là yếu, là lãi 4-5%, 7% thị trường rung lắc cái là chạy. Nhưng mà riêng em nói chị mình gồng lỗ là cực kỳ hay, gồng từ lỗ 10% thành 20% luôn. Cho nên mình phải hay đổi lại cái tư duy. Nếu như hệ thống anh chị mình hỗ trợ chưa đủ tốt thì mình có sự chuyển đổi, và mình cần xem xét lại, mình đánh giá lại, từ đó mình rút ra cho mình những cái bài học về kinh nghiệm, lưu ý kỹ. Cho nên em bị định hướng với chị mình là một phương pháp đầu tư bài bản, nó phải có phương pháp anh chị. Mua phải biết mua vì lý do gì. Ví dụ em cược vào dòng dầu khí, em cũng đã đưa cho anh chị mình trong hệ thống khách hàng một cái buổi video nội bộ để cho mọi người hiểu được là phải có cái niềm tin trong cái việc mà mình chọn lọc cổ phiếu mình mua. Từ đó anh chị mình mới tự tin trong việc mình đưa ra quyết định. Ví dụ từ những ngày 12 tháng 5 thì em đã đưa cho anh chị mình cái buổi video nội bộ cách đây khoảng 1 tháng anh chị thấy. Thì mọi người ai trong room thì mọi người đã xem video này, anh chị mình cũng biết lý do vì sao chúng ta cực và dòng dầu khí. Và bắt đầu anh chị mình lưu ý, bắt đầu sẽ có thành quả đấy. Đấy. Cho nên khi mà thị trường bắt đầu nó vào sóng, ví dụ ngày mai là một cái phiên mà rất quan trọng. Em nói những cổ phiếu dòng dầu khí mà ngày mai xác nhận một cây dòng tiền volume cực đại đi vào, xác nhận mở biên đi lên, một cây bùng nổ, thì chính thức dòng cổ phiếu dầu khí sẽ vào sóng. Tại vì hiện tại anh chị mình lưu ý những cổ phiếu như BVS này, nó đang tích lũy ở đâu? Anh chị mình khi mà mình nhìn vào cái vị trí trạng thái tích lũy của những cổ phiếu dầu khí á, hay một cái phương pháp về VSA á, thì em gọi đây là cơ hội vàng. Tại vì nó đang trong trạng thái tích lũy kênh trên và trạng thái tích lũy trong một cái trạng thái SOS. Lưu ý kỹ anh chị nha. SOS là trạng thái tích lũy cuối cùng trong cái pha D của cổ phiếu. Khi mà trạng thái tích lũy kênh trên mà xác nhận nè, ví dụ ngày mai em nói chị mình những con như BVS mở biên xác nhận đi lên, volume đẹp nhất là nó sẽ rơi vào đó tầm khoảng 20 triệu cổ phiếu biên tăng trần. Thì đây là cây mở biên và xác nhận cổ phiếu sẽ bước vào giai đoạn pha E, là bước vào giai đoạn chính sóng. Cho nên cơ hội nó vẫn còn với anh chị nào cầm tiền. Nhưng quan trọng nhất cái hệ thống anh chị mình có đủ nhận diện ra cái cơ hội đó hay không, đó mới là cái điều quan trọng. Còn em thì bản chất trong room thì vị thế mọi người, em đã cho chị mình mua hết cái cổ phiếu dầu khí từ những cái vùng nền dưới á, trên cái chiến lược mà tư vấn đi vốn rất là quan trọng. Bây giờ vị thế anh chị mình có, ví dụ ngày mai nó đạt một tiêu chí điều kiện đi lên thì anh chị mình cực kỳ thoải mái cho việc mình đánh thêm. Lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, cho nên ngày mai những cổ phiếu dầu khí rất quan trọng. Ở đây là anh chị mình thấy rõ ràng gì, quá trình rủ là nè, kiết về thanh khoản nè, hành vi em nói chị mình là tổ chức họ đánh cực kỳ bài bản luôn. Cái đội lái của những cổ phiếu dầu khí họ đánh chuẩn theo yếu tố về cung cầu luôn. Test một nhịp, test hai nhịp, wash out là anh chị nói cây wash out là nếu như mà anh chị mình yếu bóng vía, làm sao mà anh chị mình cầm nắm được qua những cây wash out rũ bỏ như thế này, cầm không nổi đâu anh chị. Em nói chị mình là cực kỳ tâm lý luôn đấy. Cho nên cái phiên ngày hôm nay, phiên này nè, em nói chị mình riêng trong room nha, cái dòng dầu khí anh chị mình không cần bán. Ví dụ những cây rũ bỏ nè, em nói chị mình trong hệ thống cái ngày này ngày bao nhiêu, ngày 30 tháng 5 đúng không, trong hệ thống bán hàng bên em ngày 30 tháng 5 nè. Anh chị mình thấy không, em đã review lại cho anh chị mình, em nhìn lại một vòng trong phiên sáng nay này, thì vận động những cổ phiếu trong danh mục anh chị mình, ví dụ bản chất mình cược đến chặng dài này, thì ngắn hạn rung lắc rũ bỏ là tất yếu, anh chị mình không cần phải quá lo lắng. Những nhịp rung lắc là bình thường, điều chỉnh là bình thường ấy. Và trong hệ thống bên em, ví dụ anh chị mình nhìn qua cái danh mục dài, em không bán bất kỳ một cổ phiếu nào trong đâu đó khoảng 1 tháng vừa qua. Mọi người trong room anh chị mình cũng có thể kiểm chứng ấy, 1 tháng vừa rồi em không bán bất kỳ con nào trong danh mục dài, từ mình cược là cái giai đoạn này thị trường đi lên. Hay chỉ trạng thái những cổ phiếu như BVS là anh chị thấy rõ ràng có những thời điểm có lãi mất lãi và bây giờ đang có lãi lại đấy. Cho nên phải chấp nhận cầm nắm anh chị, đã tính dài là bỏ qua biến động ngắn hạn, phải có những thời điểm mất lãi chấp nhận đau hơn. Ví dụ BVT thì cũng thế, những cái điểm rũ bỏ của những cổ phiếu dầu khí là trạng thái rũ bỏ tích lũy cực kỳ tốt và bắt đầu đang có những cái điểm mồi dòng tiền hướng lên. Mọi người lưu ý nha, test một đáy, hai đáy, ba đáy nè, chị em rũ test liên tục nè, kiệt thanh khoản nó bắt đầu những cái ngày hôm nay có mồi dòng tiền hướng lên nè. Ngày mai mở biên là gì, siêu điểm mua. Lưu ý kỹ mọi người nha, cho những cái điểm mà tích lũy kênh trên như thế này em nói chị mình là cực kỳ tuyệt vời. Và những cổ phiếu khi mà em nói chị mình nó dẫn dắt thị trường, ngày mai con BVF mà nổ lên là dòng dầu khí sẽ bước vào cái nhịp chính sóng, thời điểm đó sẽ dẫn dắt cho thị trường đi lên đấy. Cho nên đây là kịch bản tốt nhất của thị trường mà mọi người hãy lưu ý nha. Ví dụ ngày mai buổi sáng, buổi sáng ngày mai chỉ cần theo dõi đâu đó tầm khoảng từ 9 giờ tới 10 giờ thôi là anh chị mình sẽ biết được là thị trường nó như thế nào. Ví dụ ngày mai thị trường nó sau cây rũ bỏ nè, đỡ cung đi lên rất tốt ngày hôm nay nè, thì ngày mai ví dụ như thường sẽ, nếu mà thị trường mà nó tạo cái cây xác nhận á, thị trường cũng sẽ đi lên, thì những cái dòng dẫn dắt sẽ xuất hiện. Thì mọi người chỉ cần xem cái yếu tố về thanh khoản của thị trường ngày mai buổi sáng, nếu mà buổi sáng thanh khoản nó vào tốt, trạng thái thanh khoản nó lớn thì bắt đầu đó là một cái điểm rất hay của thị trường. Mọi người lưu ý á, trong phiên sáng mai cá nhân em sẽ theo dõi rất kỹ, và mọi người trong hệ thống khách hàng thì trên tinh thần anh chị mình cứ sẵn sàng đó, vị thế cổ phiếu bây giờ chị mình nắm thì mình cứ không phải quá lo lắng đó. Còn chị là cầm tiền bắt buộc mình phải set up lại cho mình một cái ván đánh mới. Cầm tiền bắt buộc phải thay đổi lại cái tư duy để chị mình đầu tư cho nó hiệu quả trong giai đoạn này. Ví dụ có thể là 100 điểm thị trường đi lên vừa rồi anh chị mình không đánh được, nhưng mà mình phải đặt cho mình một cái mục tiêu là thị trường giai đoạn tới vào giai đoạn chính sóng, một con sóng lớn, thì chúng ta phải có mặt trên tàu.
Chứ thị trường mà đoạn tới mà anh chị mình vào sóng lớn mà mình còn cầm tiền mà không đánh được thì thôi chị mình nghỉ luôn đi, đừng có nên đầu tư chứng khoán nữa. Đầu tư chứng khoán mà em nói chị mình nhìn ở đâu mình cũng sợ thì làm sao mà đầu tư được anh chị. Và đây em nói chị mình luôn, chỉ vẫn là thời điểm còn vùng chân sóng của thị trường, đừng bỏ lỡ, sau này lên cao phải mua thì cái giá mà anh chị phải trả là cực kỳ đắt, lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, cho nên bản chất em cược vào cái dòng dầu khí là mình đánh giá rất cao trong thời gian năm nay. Hiện tại giá dầu thế giới cũng đang lên, giá dầu thế giới cũng đang có sự ủng hộ và đang tăng anh chị. Đấy, đó cũng là cái câu chuyện của cổ phiếu đó. Một ví dụ như dòng dầu khí năm nay là cái game mà game tăng trưởng. Một vài cổ phiếu tiếp theo ví dụ BVS còn rất quan trọng ngày mai nha. Ngày mai dòng dầu khí là nhìn kỹ con BVS nè. Một vài cổ phiếu như BVD được cũng vậy nè, trạng thái tích lũy rũ bỏ chị thấy không? Đây là cái hành vi tích lũy anh chị. Hành vi anh chị thấy là một cây rũ xuống là test cung này. Một đáy, hai đáy, ba đáy là test rũ liên tục nè. Kia cánh phải mà siết cái biên. Đây rõ ràng là hành vi tích lũy. Đấy, trên những trạng thái dù ngày mai BVS nổ là mình sẽ thấy sự kéo theo với những cổ phiếu như là BVD. Lưu ý kỹ nha. Còn BVC là cũng vậy nè. Đa phần anh chị mình nhìn về cổ phiếu dòng dầu khí đều đang trong trạng thái tích lũy ra đâu, tích lũy ở cái kênh trên đấy, đây tích trạng thái tích lũy kênh trên là siết biên kiệt về thanh khoản anh chị mình không, trạng thái rất tích cực của những cổ phiếu dầu khí đấy. Những cổ phiếu ví dụ như BSR, như Bow nè cũng đang trong cái vùng biên hấp thụ nè anh chị, thấy đây cái vùng biên tích lũy lại nè. Của những cổ phiếu như là BSR nè, đa phần em thấy chỉ có cái dòng dầu khí mới là cái dòng mà đang có yếu tố tích lũy trên vùng đỉnh cũ, thì đó mới là thời điểm mà cho những cái dòng này nó vào sóng nè. Những cổ phiếu BSR nè, những cổ phiếu ví dụ anh chị thấy như Bow ở đây cũng qua quá trình tích lũy lại nè. Những cổ phiếu như BVT nè, BVT này đây cũng là quá trình tích lũy lại kênh trên của những cổ phiếu như BVT nè anh chị mình thấy không? Đấy, đó đều là những cái tích lũy kênh trên cực kỳ tốt, thậm chí cả BLX nè, riêng với BVT và BLX ấy, thì nó vận động có một cái trạng thái ở kênh trên hết. Đấy, rõ ràng à, chị mình thấy không? Vùng tích lũy nè, đang đậu ở kênh trên và nó chờ là gì? Nó chỉ chờ vận động chung của thị trường thuận lợi, dòng này kích hoạt vào sóng là sẽ dẫn dắt cho thị trường đi lên. Đấy, cho nên vì thế em nói chị mình trong room mà chúng ta đã cầm tới bây giờ thì em nói chị mình là không có lý do gì để chúng ta đi bán ra với nhưng mà cổ phiếu dầu khí cả, mặc dù chúng ta đang có lãi tốt nhưng em nói chị mình rồi, khi mà đã cược lớn một là xanh cỏ, hai là phải đỏ ngực. Đấy, cược chẳng lớn là phải đánh lớn, đừng có 5-7% bán thì nó sẽ rất là tiếc anh chị, nếu như mà một cổ phiếu nó vào sóng to trong giai đoạn của năm nay. Cho nên vì thế khi thị trường rung lắc chúng ta không bán thì không có lý do gì những cổ phiếu này nó bắt đầu trạng thái đi lên mà chúng ta đi bán non, lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, vì đó là cách cũng như là chiến lược trong hệ thống khách hàng bên em. Nếu như mà mọi người cảm thấy phù hợp thì dùng ngày mai anh chị mình có thể chuyển đổi về hệ thống, thì ở đó em sẽ quan sát rất kỹ cho mọi người trong phiên sáng mai, cực kỳ quan trọng của thị trường chung. Thì anh chị mình cứ liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945 866 915, thì bạn Hải Anh cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị mình. Ví dụ anh chị nào quan tâm về ví dụ như ở bên dưới nè, thì anh chị mình có thể tham gia vào room cộng đồng. Đấy, trong room cộng đồng mình cũng chia sẻ liên tục cho anh chị mình, thứ nhất là trong giai đoạn vừa rồi để cho anh chị mình củng cố được mình nắm lại những cổ phiếu kênh trên. Anh chị mình thấy những cổ phiếu kênh trên mới là những cổ phiếu có khả năng vào sóng lớn nhất. Ví dụ anh chị mình nhìn những con như Liên Việt nè, chúng ta nhìn qua ba cái ví dụ những con sóng dẫn dắt trong thời gian vừa rồi. Ví dụ em nói chị mình là trong giai đoạn của năm 2021 thì anh chị mình thấy cái con sóng đi lên của thị trường là có con sóng của dòng ngân hàng nó dẫn dắt đúng không? Những cổ phiếu như Liên Việt này. Thì cái thời điểm mà những cổ phiếu Liên Việt nó dẫn dắt cho thị trường đi lên đó, thì cái thời điểm xuất phát của những con Liên Việt nó xuất phát đi lên từ đâu anh chị? Nó xuất phát đi lên từ những cái vùng tích lũy kinh chưa? Mọi người lưu ý á, chứ không có con nào mà tích lũy kinh dưới mà dẫn dắt được cho thị trường, xác suất là cực kỳ thấp anh chị. Đấy, và xác suất cao nhất thường là những cổ phiếu kinh trên. Anh chị mình nhìn qua cổ phiếu của DG dẫn dắt cho thị trường trong một cái con sóng của năm 2021 đi. Thì anh chị mình thấy nè, đây cũng là cái vùng tích lũy này. Sau đó nó vượt đỉnh, nó tạo pha SOS tích lũy lại. Anh chị mình nhìn dầu khí nó đang ở đây nè, đang cái vùng kênh trên tích lũy nền 2 nè, tích lũy lại nè anh chị mình thấy không? Kiệt khăn khoản rồi. Sau đó xác nhận đi lên. Thì đây là cái giai đoạn mà cổ phiếu bước vào pha E là chín sóng thì nó cũng sẽ dẫn dắt cho thị trường bước vào cái pha chín sóng của thị trường đi lên. Một giai đoạn uptrend. Thì chị thấy vị trí nó xuất phát đều nằm ở kênh trên hết, chứ không có con nào nằm kênh dưới đâu. Đấy, đó là cách mà chúng ta phải nhìn nhận và đánh giá về vận động của các dòng, các ngành trong thời điểm này. Cho nên đó là lý do vì sao mà em cược vào cái dòng này. Tiêu chí mọi thứ rõ ràng. À, nếu như sai thì mình sẽ đánh giá với chị mình là thời điểm tới nó không đạt kỳ vọng. Nhưng mà nếu như nó đang đúng với tiêu chí của mình thì dòng này sẽ là cái dòng dẫn dắt thị trường đi lên. Mọi người lưu ý ha. Đấy, thì đó là góc nhìn và quan điểm của em. Ví dụ như BBB cũng vậy. Em ví dụ như riêng con này em mua từ những cái chân nền sóng lớn nè, nó tích lũy lớn là giờ em cầm hết chu kỳ em bán. Chứ không có lý do gì mà mình đi bán non trong những cái thời điểm này khi mà cổ phiếu nó đang vùng chân sóng xuất phát đi lên. Với em ví dụ khi mà đánh một cái trận sóng dòng, mọi người lãi 10-15% không phải là lãi lớn, mà mình phải kỳ vọng có thể là 50-70%. Tại vì theo như em thống kê, một cái sóng dòng ví dụ như trong năm 2023 này chị, những cổ phiếu như VCI anh chị mình thấy không? Cái thời điểm mà nó leader cho thị trường đi vào giai đoạn chín sóng thì cái vị trí mà nó xuất phát ở đâu anh chị? Mặc dù thị trường đang nằm ở biên dưới nhưng mà vị trí những con như VCI xuất phát là nằm ở kênh trên, kênh vượt đỉnh là xác nhận, sau đó thị trường mới vào sóng anh chị mình thấy không? Rõ ràng không? Đấy, tiêu chí rõ ràng không? Đó là cách mà em nhìn nhận, chứ không phải là mình đánh giá bừa, mà nó đều có những cái hệ thống, nó đều có những cái phương pháp, những cái dữ liệu để phân tích cho anh chị mình. Và khi một con sóng dòng mà đi lên từ cái nền phá chín sóng anh chị mình hãy kiếm 50-70% là điều tất yếu anh chị. Quan trọng nhất là ai cầm nắm được khi mà cổ phiếu kết thúc chu kỳ và nhìn lại chúng ta phải là có một cái biên lãi lớn, thì quan trọng nhất trong quá trình đi lên ai là người giữ được và cầm nắm được.
thì nó rất là khó, cho nên phải cần một cái hệ thống hỗ trợ cho chị mình vững về cái tâm lý. Còn mua được thì em nghĩ ai cũng sẽ mua được thôi, nhưng mà rất ít nhà đầu tư nắm lại được. Đấy. Tiếp theo, ngoài dòng dầu khí ra thì mọi người cũng sẽ cần theo dõi một vài cổ phiếu em gọi là kim chỉ nam của các dòng khác, tại vì các dòng nó cũng trong trạng thái tích lũy đó, thì mình sẽ cùng xem liệu ngày mai dòng tiền nó có chọn những dòng đó hay không. Đấy, mình lưu ý chọn dòng nào mình sẽ ưu tiên, mình sẽ hướng dẫn cho chị mình đánh. Ví dụ như kim chỉ nam của dòng khác đi, thì chị mình không cần xem nam kim, mọi người không cần xem con hoa sen, mà mình hãy xem con nào kênh trên đang tích lũy của dòng khác á, chính là gì, chính là Hòa Phát. Ví dụ chị mình thấy nè, đây là những trạng thái tích lũy kênh trên của những cổ phiếu như Hòa Phát này, vượt đỉnh kênh trên tích lũy lại nè chị mình không, đây là quá trình tích lũy lại có thể gọi là pha SOS của những cổ phiếu Hòa Phát, thì tích lũy đây cũng khoảng một tháng á. Trạng thái tích lũy rõ ràng, tại vì sao, có lượng kiệt quế, có lượng kiệt ngay rũ kiệt khắp đi đấy, cho nên mới dục riêng cái dòng thép thì mọi người hãy chú ý những con kênh trên. Dù em dòng thép mà mình sẽ hướng dẫn cho chị mình con Hòa Phát, dù Hòa Phát ngày mai xác nhận dòng tiền đi vào thì cổ phiếu bước vào chính thức, lưu ý mọi người ha. Đấy, những cổ phiếu ví dụ như là gì, tiếp theo là gì, những cổ phiếu trong dòng chứng khoán đừng có xem nhiều, xem một vài con đó, ví dụ những con kênh dưới kênh giữa như là SSI em sẽ không chú ý, tại vì sao, anh chị mình thấy là những điểm bứt như ngày hôm nay nó đập cái đường trendline, nó chưa bứt được cái trend giảm trong ngắn hạn, anh chị mình thấy rõ ràng không ấy, thì rất khó để mà nó dẫn dắt leader được cho thị trường, coi nó về biên trên nhưng mà nó không thể nào leader được cho thị trường. Mà mọi người hãy nhìn con nào, con HCM đấy, ví dụ ngày mai đây là những cái mẫu hình tích lũy rất là tốt của những cổ phiếu HCM, tích lũy kênh trên, anh chị mình nhìn đi, tích lũy kênh trên nó khác biệt với những cổ phiếu như là SSI. Ví dụ SSI bây giờ đang nằm ở đây nè, nằm dưới này, thì nó bứt lên nó bùng nổ gặp kháng cự, nhưng riêng những cổ phiếu nhắc CM đây chị thấy mô hình vai đầu vai ngược, tích lũy kênh trên rủ test cung test cầu cực kỳ tốt, test một đáy nè, hai đáy nè, test ba đáy nè, chị không bắt đầu có mồi dòng tiền mai xác nhận lên thì chính là điểm mua cho anh chị nhà đầu tư mình đấy. Cho nên lưu ý trong các dòng còn lại nó có sự phân hóa, vì thế em sẽ tập trung mình theo dõi cho anh chị mình những con kênh trên đấy. Lưu ý tư duy của em là đánh kênh trên mà, khi mình chỉ chọn những con kênh trên thôi đó, ngoài những con như MBS nè, MBS đây thì trạng thái tích lũy cũng hơi khó nhìn, nhưng mà em đánh giá cực kỳ cao những trạng thái tích lũy của những cổ phiếu như là HCM hay dòng chứng HCM, dòng thép thì những cổ phiếu như Hòa Phát, ví dụ như dòng ngân hàng cũng vậy, ngân hàng bản chất nó đều là trạng thái tích lũy đó. À, ngày hôm nay có VB một cái phiên đâu đó tăng 600% xung lực đi lên, dòng tiền vào anh chị mình không đấy, thì với những cổ phiếu VB ví dụ cái trên trong ngắn hạn nó cũng rách đi cái trên giảm nè, nó rách được cái trên giảm nè với những cổ phiếu như VB nè, cho nên đây cũng là một cái điểm cổ phiếu rất là chú ý cho mọi người trong vài phiên tới nha đấy. Cho nên sau điểm rủ ngày hôm qua anh chị mình thấy trường chỉnh nó giữ giá tốt, hôm nay trường tăng nó tăng lên 600% là những con này mạnh á, cho nên mọi người cũng sẽ nghe, ví dụ như em cũng sẽ theo dõi cho chị mình canh mua nha, tại vì trong danh mục ngắn hạn của em có EIB nè, cái EIB chị thấy ngày qua rủ cái nhiều nhà tư bán, nhưng mà bản chất em nói chị mình trong room cứ nắm đi, không có gì phải lo đâu, riêng con EIB chỉnh thì chị mình canh mua đúng không, dưới 19 chị mình cứ canh mua, ví dụ ai muốn mua cứ canh mua đấy, rất rõ ràng với chị nhà tư mình. Ngày hôm qua em cũng ngồi im, mình cũng chả đi bán hướng dẫn anh chị mình con nào trong cái danh mục của mình, tại vì danh mục mình đang cần cổ phiếu mà em cơ cấu thuộc diện là nó cực kỳ tốt rồi đấy. Những cổ phiếu như STB đi, trong room tay cộng là em có EIB và STB, cho nên vô tình chung là mình không muốn đánh thêm một mã cổ phiếu như VB Bank, mà mình sẽ chờ cái phiên ngày mai của thị trường. Đó là chiến lược em hướng dẫn cho mọi người. Cho nên chị mình cầm STB, bản chất vùng này STB cứ vượt vượt 32 thôi. Ấy vượt 32 đánh ngắn cứ về biên trên anh chị nha. Ấy EIB cũng vậy. EIB rủ xong test cung cầu rồi xong nó đánh về 22, về biên trên hết. Lưu ý, đấy. Một vài cổ phiếu dụ dòng ngân hàng mọi người theo dõi chính là ACB. Những con kênh trên của dòng ngân hàng thời điểm này là những con như ACB là cái nền tái tích lũy. Anh chị mình thấy không? Nền tái tích lũy vẫn đang tích lũy kênh trên. Kênh trên của nền tích lũy nữa nè. Thì ở đây có điểm, hôm nay có điểm rủ rút chân nè anh chị mình thấy không? Những con dù ACB ngày mai mà xác nhận dòng tiền vào cũng chính là điểm đánh cho anh chị mình. Đó, cho nên ngày mai mọi người theo dõi kỹ những cái kim chỉ nam của các dòng ngân hàng, theo dõi ACB, dòng thép theo dõi Hòa Phát, dòng chứng theo dõi HCM để mình đánh giá xem là xung lực của những dòng này nó vào sóng nó dẫn dắt không, là nó đánh đi lên như thế nào. Thì mà phải xem những con kênh trên anh chị. Nó như một con báo hiệu đi lên. Đấy, lưu ý kỹ mọi người ha. Hoặc là một vài bất động sản này, bất động sản mọi người nên theo dõi con Khang Điền, đừng có nhìn những con như sale, con DG làm gì, phải xem con Khang Điền nè. Đấy, đây là cổ phiếu mọi người phải cần có sự theo dõi kỹ nè. Ví dụ Khang Điền ở đây anh chị mình thấy đây là mẫu hình gì, cốc có tay cầm, anh chị thấy đang đậu ở đâu, đang đậu kênh trên đấy, đang cốc có tay cầm nè anh chị không, điểm nổ về rủ đỡ cung lên, dù xác nhận là vào trên, mô hình cốc có tay cầm cực kỳ đẹp với kênh trên của những con như Khang Điền. Còn những con kênh dưới như DG bỏ anh chị, đấy, không đánh những con này đó. Cho nên lưu ý, dụ như đánh mọi người theo dõi, phải theo dõi những con kênh trên của dòng thì nó mới có sự tối ưu trong cái yếu tố về dòng tiền và xung lực đi lên đấy. Tiếp theo ví dụ anh chị mình nhìn vào dòng VN30 này, mọi người nhìn con MWG. MWG đây là những cái trạng thái tiếp tục là trạng thái kênh trên của những cổ phiếu như là MWG, anh chị thấy rõ ràng không, những cái đỡ cung này, kiệt về thanh khoản đỡ cung này. Ngày mai xác nhận dòng tiền mới vào chính là điểm đánh anh chị, mà nó cũng sẽ lôi kéo được cho cái điểm số thị trường vào trên đi lên đấy. Trên đó là những cái cổ phiếu mọi người cần note lại, cần chú ý lại. Ngoài cái dòng dầu khí em phân tích rất kỹ thì nó có cổ phiếu như thế này đó, hoặc là BNG cũng hay. Bây giờ mình nhìn vào cái quá trình của BNG thì chị mình nhìn đây là một cái trạng thái tích lũy kênh trên anh chị thôi, đây trạng thái tích lũy kênh trên của những cổ phiếu như BNG này. Đây gọi là pha gì, pha SOS anh chị thấy nó quen, nó giống với ai không, nó giống với những cổ phiếu dòng dầu khí bây giờ đang tích lũy trên vùng đỉnh cũ là pha SOS
Cho nên ngày mai theo dõi con này đấy, cho nên em sẽ nốt lại cho anh chị mình nè. Dù dầu khí là cái dòng mà xác suất em đánh giá là cao nhất leader thị trường vừa đi khi vào sóng đấy. Ví dụ một vài cổ phiếu còn lại, ví dụ anh chị mình cần xem là những con kênh trên, ví dụ như thép Hòa Phát đấy, để đánh giá tín hiệu anh chị, ví dụ HCM chứng khoán này. Ví dụ như là ngân hàng ACB đấy, là những cái tín hiệu cổ phiếu đang đậu kênh trên. Ví dụ như VN30 mọi người cần nhìn á, là mọi người nhìn MWG này và BNG. BNG ha mọi người ha, lưu ý ha, đó là góc nhìn chia sẻ của em rất rõ ràng đến tất cả những chị nhà đầu tư mình. Cho nên em nói rồi, phiên ngày mai là một cái phiên có thể nói là cực kỳ là quan trọng của thị trường chung, mà mọi người phải cần theo dõi kỹ. Và những cái tín hiệu đầu buổi sáng hay đầu buổi sáng rất là quan trọng. Còn nếu như trạng thái mà thị trường ở đây á, nó vẫn tiếp tục chưa có cái động thái về dòng tiền mới đi vào để mà nó tạo cho sự chuyển đổi thị trường vào cái trend up sóng tăng á, đấy, và up trend á, thì em sẽ đánh giá lại tiếp cho anh chị mình trong phiên sáng mai. Đấy, lưu ý á, đấy, cho vị thế bây giờ trong hệ thống là chị vị thế của chị mình là cực kỳ tốt, thị trường như thế nào cũng được, anh chị mình cũng không phải quá lo đâu. Thị trường tăng đi thì chị mình nghiên cứu cho em cái dòng dẫn dắt đấy, và mình đang có sẵn những cái vị thế, những cái lượng hàng trong danh mục của mình rồi, mình cũng không phải quá lo. Còn thị trường đây mà em nói chị mình nó rung lắc, nó rũ bỏ, điều chỉnh là cơ hội cho chị mình canh mua chứ mà để canh bán đâu chị đấy. Cho nên quan điểm của hệ thống là nó vẫn không thay đổi, cho nên ngày mai cũng là phiên mà rất quan trọng với nhà tôi là cầm tiền, phải có sự chuẩn bị, tại vì thị trường ở đây vẫn là đoạn chân sóng thôi, nó cũng chưa đi lên gì đâu anh chị đấy. Cho nên đó là quan điểm cá nhân của mình về cái vận động thị trường đó. Cho nên mọi người xem thì mọi người lưu ý kỹ và nốt lại những cái chiến lược cho những cái phiên ngày mai anh chị nha đấy. Còn anh chị mình trong hệ thống thì mọi người yên tâm, em sẽ đưa cho anh chị mình những cái nhận định chi tiết vào buổi sáng mai và trong phiên giao dịch ngày mai để cho anh chị mình hành động cho nó hợp lý nhất. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Nếu anh chị mình thấy video này hay và bổ ích thì mọi người có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh đấy. Mọi người muốn tham gia vào hệ thống khách hàng thì anh chị mình liên hệ giúp em với bạn Hải Anh nha, là bạn trợ lý, mẹ sẽ hỗ trợ cho chị mình. Bên dưới có phần link của đường cộng đồng nè, cũng như là phần link của TikTok á. Thì chị nào tham gia TikTok thì mọi người hãy follow em. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi livestream ngày mai. Xin chào cả nhà.